và các bạn trong tiểu mục phóng sự lạm dụng rượu bia và những hệ lụy, chúng tôi đã khám tình trạng sử dụng rượu bia quá đà trong đời sống hàng ngày của không ít người, trong đó có những người sử dụng rượu bia chiếm phần lớn là lứa tuổi thanh niên và trung niên. Về những hệ lụy của việc sử dụng rượu bia như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến trong phần cuối của loạt phóng sự này. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Những phiên tòa nặng trĩu nỗi đau của những thân nhân có người bị hại do những bị can có hành vi xâm hại thân thể người khác khi sử dụng bia rượu vì không làm chủ được bản thân. Những tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của nhiều người và liên lụy đến người khác do bia rượu. Đó chỉ là hai trong vô số hệ lụy do bia rượu gây ra. Có một số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân chính cũng là do cái người điều khiển phương tiện mà uống rượu bia quá nồng độ quy định. Có trường hợp là chúng tôi đã xử lý là coi như ô tô là phạt 17 triệu đối với cái hành vi vi phạm, và đối với mô tô là xử phạt đến 5 triệu đồng. Nói chung á thì cái việc mà sử dụng rượu bia mà điều khiển quá nồng độ mà điều khiển phương tiện nói chung là rất là nguy hiểm đến tính mạng của bản thân cũng như mọi người tham gia giao thông. Mà đặc biệt đây thì nếu như mà các trường hợp mà điều khiển xe ô tô, nhất là xe taxi mà sử dụng rượu bia mà tham gia giao thông thì rất là nguy hiểm đối với người hành khách đi trên xe cũng như người tham gia. Cũng tại thành phố Đà Lạt, từ đầu năm tới nay có trên 5.000 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, thì đã có trên 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Con số này cũng tăng hơn năm ngoái gần 100 vụ. Quay lại với những con số sử dụng bia rượu của Việt Nam đạt thứ hạng cao, như Việt Nam đang là nước sử dụng rượu bia đứng thứ 2 trong khu vực, đứng thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới. Hay đàn ông Việt uống rượu bia nhiều nhất thế giới. Nhiều thứ nhất nhưng có đáng tự hào. Người Việt Nam dù đi ăn tiệc, đi tới nhà ai ăn tiệc cũng mang thùng bia tới. Tại sao lại thấy như vậy? Có nhiều thứ mình có thể sử dụng thay thế cho nó cũng được, mà nhiều khi có thể nó Việt Nam mình có thể nặng nề cái vấn đề đó quá thì phải á. Mình có cái thói quen là hay ép uống, tức là nhiều khi cái người bạn mình người ta uống bằng đó thôi, ví dụ như vậy uống bằng đó thôi, nhưng mà rồi cứ ép rồi cứ nói này nói khác buộc người ta phải uống đó. Hoặc là cái sức người ta chỉ cần uống khoảng 50%, ví dụ một ly đó người ta uống 50%, nhưng bạn bè là cứ bắt mình là phải 100% cùng nhau, như vậy nó ép nhau, nó là cái đó một cái không tốt, cái đó là cái dở. Vì rượu có thể người ta giết người hay còn đánh chửi vợ con hay thế này thế khác. Lớp trẻ bây giờ là nó nạn phát nhiều về rượu chè, nên là nó sẽ làm hủy hoại cái thần kinh của lớp trẻ, và sau này thì cái hậu quả thì nó sẽ ảnh hưởng khôn lường. Nhiều năm qua, tỉnh ủy Lâm Đồng đã có chỉ thị về việc cấm uống rượu bia trong giờ làm việc đối với cán bộ công nhân viên chức. Và chỉ thị này đã có những hiệu quả tích cực. Những cuộc vận động tuyên truyền của các cấp, các ngành, đoàn thể đã từng bước làm thay đổi thêm nhận thức của nhiều bộ phận cán bộ viên chức. Tuy nhiên, để việc sử dụng rượu bia đúng nơi, đúng chỗ và đúng mức thì vẫn còn nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền. Về cái việc uống rượu bia thì cũng như các bạn đã biết thì cái việc sử dụng rượu bia nó có một cái giới hạn nhất định. Khi chúng ta sử dụng rượu bia nó có những cái tác hại nhất định tới sức khỏe. Thì ở đây chúng tôi tuyên truyền thực hiện các quy định của xây dựng hình mẫu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về những cái tác hại của rượu bia và thuốc lá, đặc biệt là khuyến khích các bạn làm sao có cái giới hạn trong cái việc sử dụng để làm sao đảm bảo sức khỏe. Thì tùy vào khả năng của chúng ta, và có quan trọng là chúng ta giữ gìn sức khỏe, giữ gìn hình ảnh để có phục vụ công tác tốt, và làm sao chúng ta có sức khỏe để cùng chung tay phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cái chính là chúng ta không mong là xử lý, mong là các bạn thực hiện nghiêm túc và hiện đầy đủ làm sao hạn chế uống rượu bia, và uống rượu bia đã đảm bảo giữ gìn sức khỏe, và đặc biệt là không uống rượu bia trong giờ làm việc. Ai cũng biết tác hại của rượu bia trong nhiều khía cạnh, nhưng chỉ khi những tai họa ập đến, những mất mát không gì cứu vãn được thì mới chợt nhận ra. Nhưng những tác động đối với xã hội như bạo hành gia đình, lao động trì trệ, gánh nặng kinh tế sẽ và mãi còn đó,
khi ý thức về việc sử dụng rượu bia của mỗi người vẫn còn bỏ ngỏ. Biện pháp diệt đảo lan này mang lại hiệu quả. Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Công trình Thủy lợi thành phố Đà Lạt mong muốn chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động đánh bắt cá tại Hồ Xuân Hương. Thả cá diệt đảo lam là một trong những giải pháp.